cái cơ nó vẫn còn xuống ấy. Trên kia còn nhiều đất lắm. Cái này chắc là cháu đi xem thế nào là cũng phải triển khai gấp thôi, không là nó tụt xuống nhiều là chắc là mai cháu phải về cháu họp để cho anh em triển khai luôn, để lên kế hoạch triển khai, không để như này nguy hiểm quá. Sạt lâu đấy chú, cũng được hơn tháng này rồi đấy, thế mà vẫn chưa thấy có tiến. Cái này là đất nó đùn từ trên kia xuống rồi, sau nó đẩy đi từ dưới lên ấy, không phải sạt đè trên xuống đâu. Làm cái dây rào này vào cắm. Mỏ nước ở đây nên là nó mới tụt tác như thế, chân nó yếu. Để xuống từng mạng thế này thì cứ để trên đồi xuống đấy. Này vẫn còn nguy cơ. Ít nữa làm mà phải múc hết chỗ này đi rồi. Cái thằng kè sâu vào trong cái chỗ này phải lên kế hoạch triển khai sớm, các không để đường như này không được. Đây bây giờ đổ đất làm tạo đất qua những cái này trước. Đây nó có nước xuống suốt từ quanh năm cái này cơ mà, cái này phải đây nó lọc sạch. Chỗ này là bắt đầu từ khi nào bị như này? Bị từ hồi tháng 9 rồi. Nên là mưa đấy, cái thời ấy đợt mưa to ấy. Nên là chú phải cho cái đoạn này rất nguy hiểm, chú thì đoạn này nó không có kè. Không được đảm bảo cái độ không được phân nước vào tận trong này, cái kia có kè rồi mà vẫn ý nữa là cho làm lại hết rồi. Cái tuyến đường đèo này là bao nhiêu km? Tính từ chân đèo xuống, chân đèo bên này sang chân đèo bên kia là nó vào hơn 5 km. Và như thế thì triển khai thì nó ra cái kế hoạch
À, còn cái điểm sạt lở là nó bị 3 điểm đèo này. Oh.
Thank you.
Thank you.
cháu xí nhá. Anh đưa cơm cho cháu. Cháu ơi, đây ăn cơm cháu. Đúng ngoan không? Đúng ngoan lắm. Cho ăn nhiều rồi nhá. Chú hôm nay nấu nhiều canh, cả canh rau ngót. Chán canh ăn. Chú ăn ở nhà được. Chú ăn xong chú mới đưa cơm lên cho cháu. Canh này nhạt không cháu? Vừa chú ạ. Vừa. Đi bán hàng rồi. Đấy, chú về còn đấy ở nhà. Đấy, đi bán hàng chú về. Cháu ăn đi nhé. Chú ăn nhiều. Cái... Ừ, nhiều quá cháu cũng ăn hết rồi. Ăn đi, ăn nhiều lắm. Chú vô hợp quả thì chú ăn nhiều lắm. Chú vào cho. Mình nghệ. Có tính nghệ. Con
sợ mùi này mùi kia.